mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh và truyền hình hương yên. thưa quý vị và các bạn, ôm dường như là một cách phổ biến để thể hiện sự phấn khích, tình yêu, hạnh phúc và thậm chí là nỗi buồn của một người. nhưng không chỉ vậy, ôm còn mang lại những lợi ích liên quan đến sức khỏe thể chất và tâm lý. thông tin được tham khảo trên trang vov vn. ôm góp phần tăng miễn dịch một nghiên cứu do đại học y của trường đại học Pittsburgh Mỹ tiến hành cho thấy những cái ôm tình cảm làm giảm khả năng mắc bệnh. Thí nghiệm được tiến hành với 404 người lớn đã tiếp xúc với virus gây cảm lạnh thông thường. Những người tham gia được chia thành hai nhóm, trong đó nhóm đầu tiên được ôm và được vỗ về nhiều hơn. Kết quả cho thấy những người ở nhóm này khỏi bệnh nhanh hơn. Ôm cải thiện hệ thống thần kinh. Những cái ôm kích thích hệ thống thần kinh bằng cách giảm cảm giác cô đơn, chiến đấu với nỗi sợ hãi và giúp tăng sự tự tin. Hơn nữa, ôm người khác giúp họ cảm nhận được sự hỗ trợ và cảm thông của bạn. Ôm giúp ổn định huyết áp. Một nghiên cứu khác từ Đại học Bắc Carolina thực hiện đã chứng minh rằng những cái ôm tốt cho sức khỏe tim mạch. Khoảng 200 người được chia thành hai nhóm. Trước khi xem một đoạn phim gây căng thẳng, nhóm đầu tiên đã xem một video lãng mạn trong vòng 10 phút và nắm tay nhau, trao cho nhau những cái ôm 20 giây. Trong khi đó, nhóm thứ hai không có bất kỳ cái ôm nào. Kết quả cho thấy nhóm đầu tiên có huyết áp thấp hơn cũng như nhịp tim ổn định hơn. Điều đó có nghĩa là những người được ôm và ôm thường xuyên có khả năng chống căng thẳng cao hơn, có lợi cho sức khỏe tim mạch của họ. ôm khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Oxytocin là hormone khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và muốn kết nối với người khác, thông thường nó được gọi là hormone âu yếm vì mức độ của nó tăng lên khi chúng ta ôm ấp và chạm vào người khác. Hormone này có tác dụng mạnh mẽ đối với phụ nữ. Ôm giúp giảm đau, một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học New York Mỹ cho thấy một số hình thức ôm có thể giúp giảm đau. Trong thí nghiệm, ôm đã giúp những người mắc hội chứng đau cơ sơ hóa cảm thấy bớt đau hơn. Những người tham gia cũng cho biết rằng chất lượng cuộc sống của họ đã được cải thiện khi họ nhận được nhiều cái ôm vỗ trong một quá trình làm thí nghiệm. Ôm làm giảm cảm giác mệt mỏi. Trong một nghiên cứu có tên là Ý nghĩa của việc ôm ấp, các nhà nghiên cứu đã xác định được một số lợi ích tuyệt vời mà một cái ôm ngắn 10 giây mang lại cho chúng ta các nhà nghiên cứu cho rằng những cái ôm giúp chống lại cảm giác mệt mỏi cũng như đóng góp cho sự an lành về tâm lý của một người những cái ôm làm giảm sự lo lắng xã hội. Nhờ hóc môn oxytocin, những cái ôm giúp chống lại cảm giác lo lắng xã hội. Hãy thử ôm một người mà bạn muốn ôm, bạn sẽ nhận thấy bạn trở nên tự tin, dễ gần và hòa đồng hơn. Tất cả là vì oxytocin truyền cảm hứng cho chúng ta suy nghĩ tích cực và có cái nhìn tích cực hơn. Những tác dụng của nụ cười một Hỗ trợ vận động theo các chuyên gia tâm lý Mỹ, khi bạn cho phép mình cười lớn, bạn đang sử dụng cơ bụng, vai, mở phổi và thực sự cải thiện tư thế của mình. Cải thiện quan hệ Theo tạp chí Forbes, các cặp vợ chồng cùng nhau cười thường có mối quan hệ chất lượng cao hơn. Cả đàn ông và phụ nữ được khảo sát đều nói rằng việc có khiếu hài hước rất quan trọng trong việc lựa chọn bạn đời. Tăng cường sức khỏe tim mạch theo một nghiên cứu do Trung tâm Y tế Đại học Maryland, Mỹ thực hiện, Cười dường như có tác dụng kháng viêm, giúp bảo vệ các mạch máu và cơ tim khỏi bệnh tim mạch. Nó mở rộng lớp lót bên trong các mạch máu để máu lưu thông tự do hơn. Giúp giảm căng thẳng Tiếng cười đã được chứng minh có tác dụng làm giảm các hóc môn gây căng thẳng như cortisol, có thể gây tổn thương cho các tế bào. Đốt cháy calo. Đừng bỏ các buổi tập của bạn vì điều này, nhưng tiếng cười thực sự có thể góp phần hỗ trợ kế hoạch tập thể dục của bạn. Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san về y học của Mỹ, cười làm tăng nhịp tim và chi tiêu calo dẫn đến việc đốt cháy khoảng 10 đến 40 calo đốt cháy trong vòng 15 phút. Tăng cường hệ miễn dịch, tiếng cười làm tăng số lượng tế bào sản xuất kháng thể, giúp hệ miễn dịch trở nên mạnh mẽ hơn và chống lại nguy cơ bệnh tật tốt hơn. Củng cố sự tự tin Biết cách tự cười chính mình sẽ giúp bạn phát triển khả năng ứng biến thông qua bất kỳ quyết định khó khăn nào bạn có thể đưa ra, giúp bạn bớt lãng phí thời gian và giảm thiệt hại. Tiếng cười cũng giúp bạn vượt qua lúc khó khăn. Thông qua sự hài hước, bạn có thể làm dịu đi những trải nghiệm tồi tệ nhất mà cuộc sống mang lại. Một khi bạn tìm thấy tiếng cười, thì dù tình cảnh của bạn có đau đớn đến thế nào, bạn vẫn có thể sống sót. Trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bài thuốc cổ truyền chữa chứng bong gân một thông tin sức khỏe hôm nay của đài phát thanh và truyền hình hương yên xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn